Và quý vị thân mến, để tiếp nối ngay sau đây với chương trình giao lưu văn nghệ gửi đến cho quý vị, ngày hôm nay cũng một ngày hết sức đặc biệt thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên khắp mọi miền đất nước, tất cả các anh em nghệ sĩ đang có những giây phút tri ân tổ nghiệp, để cùng có những giây phút uống nước nhớ nguồn, kính nhớ những người nghệ sĩ đã hướng dẫn cho những lớp nghệ sĩ sau để cùng phát triển. Và ngày hôm nay, nhân sự kiện ngày hôm nay thì Thầy Tịnh cũng có một bàn tổ nghiệp ở bên trái sân khấu, thì các nghệ sĩ tham gia, nếu như chúng ta kính nhớ tổ nghiệp thì cũng có thể đến để dâng hương. Và để tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài Thương Qúa Việt Nam qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Phượng Nga, đại sứ du lịch tâm linh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Phượng Nga xin trân trọng kính chào toàn thể anh em đại gia đình của thầy Đức Tịnh hôm nay đang có mặt để xây dựng một cái chương trình thật là ý nghĩa. Và hôm nay Phượng Nga rất là vinh dự cũng như được đồng hành với thầy chương trình này ngay vào cái ngày giỗ tổ. Thì cũng xin phép là Phượng Nga từ hồi sáng 10 giờ đi 3 chỗ. Chỗ này là chỗ thứ tư. Thành ra như có cái gì sơ suất thì cũng thông cảm và bỏ qua dùm cho Phượng Nga. Bài hát được Phượng Nga trình bày bây giờ, bài hát được mang tên Thương Qúa Việt Nam. Anh nghe gì không hỡi anh, con chim nót vang đầu hè. Anh thấy gì không hỡi anh, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót cho hồng mặt trời quê ta. Hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Nhịp dòng đông đưa gọi gió xuân về. Bếp lửa dại khói trắng quyện sau hè, giọt lệ cay cay dâng tràn lên khóe mắt khi thẫn thờ trên lối cũ đường xưa. Quê nhà mà cứ ngỡ trong mơ, nhìn quả cao rụng trắng sân vườn. Có tiếng ai hò như tiếng gọi quê hương, thêm nỗi xót xa tấm lòng người biển xứ. Chim đầu cành reo vang tiếng ca, đây quê nhà thân yêu, đây nước non thanh bình. Ngàn bông hoa thắm đơm tỏa nhẹ mùi hương để đón đợi ái về. Sau lớp mù sương thắp thoáng bóng bèo nước trôi xuôi, như đưa người nơi đất khách về với cội nguồn, thăm lại xóm làng xưa. Đường vào thôn sao xác tiếng gà trưa, lộng tiếng sáo trên trời cao danh vẳng. Tay nắm bàn tay để tìm nhau hơi ấm, tình đất tình người thêm triếu nặng hồn quê. Hoa cúc vàng trên sân anh xin nhớ áo mới em ngày nào, qua nắng hồng trên quê anh xin như má thắm em ngày xanh. Trăng muôn đời trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người, trăng thanh bình trăng yên vui. Ôi thương quá anh trăng Việt Nam, thương lắm quê hương có dòng sông lấp lánh, có anh trăng khuya đang soi bóng đôi mình. Tay trong tay dưới trăng khuya mờ to, đứng bên anh em sao duyên tâm hồn. Ơn lúa thơm thơm bay về trong gió, ánh trăng khuya soi đôi má em hồng. Và để liên tục chương trình, Phượng Nga cũng xin gửi đến toàn thể quý khách đang có mặt để ủng hộ cho chương trình từ thiện của thầy Đức Tịnh. Thì Phượng Nga xin gửi đến bà con cô bác mình một bài tân cổ rất là quen thuộc mà Phượng Nga đã từng hát rất nhiều chương trình trực tiếp truyền hình. Bài tân cổ nói về sự chịu thương, chịu khó của người phụ nữ Việt Nam chúng ta. Bài tân cổ được mang tên Ru Lại Câu Hò. Xuống giọng cổ vỗ tay nha. Buồn thương chiếc áo phông sương, đò ai không bên hoa. Đò ai không bên nhân dương thu hồ, buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, khi hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm dài tóc thì giờ như đã phai. Dòng sông bên nước con đò đã phai mòn nhau, lều tranh vách đá dây trầu vẫn quanh hàng thau. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Sờn dài đến lều tranh lam lụa nhớ thương ai mà dây trầu quấn quanh hàng cao rủ bến cũ sông xưa theo đôi bờ sông vỗ sông vỗ bờ sông sông vỗ lòng em. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm ai ngờ một đêm chợt nước lớn lùi cuốn con đò, vô tình lờ theo nước trôi. Con đò năm xưa giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong vẫn nhớ thương hoài. Con đò xưa lòng nghe buốt giá, con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không ai, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò duy chung, nói lại dây thơ cho cùng đàn buông điên. Nghe vợ tình chồng giận mấy cũng đành. Xin chân thành cảm ơn. Xin mời nghệ sĩ Phượng Nga sẽ nán lại sân khấu một chút xíu ạ. Và xin mời thầy Tịnh sẽ lên sân khấu để có một món quà là một tấm bằng tri ân cũng như một đôi hoa tươi thắm gửi đến để cảm ơn nghệ sĩ Phượng Nga. Dạ, đúng rồi. Và bên cạnh đó thì ngày hôm nay rất nhiều các đơn vị, các sản phẩm cũng đang có mặt, mong muốn mà đến cho tất cả chúng ta những sản phẩm, có những món quà nữa gửi đến cho các nghệ sĩ cùng tham gia trong ngày hôm nay: cà phê Lis, cà phê Việt và Organic Gia Đại Việt, nuôi ngũ sắc bình an, ca cao sữa. Là phần quà này của các thành viên của chợ Việt gửi đến tặng cho nghệ sĩ ưu tú Phượng Nga, và gửi lời chúc sức khỏe đến nghệ sĩ, và mong là nghệ sĩ sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình Hành Trình Nhân Ái. Và còn một món quà nữa từ con mong là những Cao Hùng. Những chương trình mà có ý nghĩa như thế này thì thầy nhớ con, thầy cho con được đồng hành cùng thầy cũng là góp một phần công sức của con đối với những cái công việc mà thầy đang làm, đã làm và sắp làm thầy.